Ngày hôm nay tại Liêu Quốc xuất hiện một sinh vật vô cùng kỳ lạ. Đầu ngựa mà lại có sừng, có bốn chân, đuôi hình cầu vồng, không ai khác đó chính là Hoàng tử Kỳ Lân. Chào mừng Hoàng tử Kỳ Lân đến với Liêu Quốc. Sao trông mặt bạn Hiền muộn phiền vậy? Tôi buồn phiền quá bạn Hiền ạ. Bạn Hiền làm sao vậy? Tôi đã đi tìm món ăn mang màu sắc của Vương quốc Kỳ Lân mà mãi vẫn không tìm thấy. Tưởng gì chứ, nấu nướng là sở trường của vương quốc tôi rồi. Dạ, hoàng tử San Đờ Long cho gọi chúng thần ạ. Người đang cưỡi ngựa đây là bạn Hiền ta, Hoàng tử Kỳ Lân. Hoàng tử đang muốn tìm người làm ra món ăn mang màu sắc đất nước của ngài ấy. Và lần này, ngài ấy sẽ ra đề bài. A few moments later. Đây, trong trí tưởng tượng của ta, món ăn của Vương quốc Kỳ Lân sẽ trông như thế này. Không biết hình vẽ của Hoàng tử Kỳ Lân thì giống món gì được nhỉ? Theo các bạn thì hình vẽ đó trông giống món gì? Tròn tròn lỗ lỗ. À, Tâm nhớ ra rồi. Hình vẽ đó trông giống như là cái bánh tổ ong mà Tâm đã từng ăn. Đúng rồi, vậy thì Tấm sẽ làm một chiếc bánh tổ ong có 7 màu sắc luôn. Đầu tiên để làm bánh thì Tấm sẽ cần nhào bột trước. Ở đây, Tấm đã nhào xong một cục bột này rồi. Bước tiếp theo, chỉ cần đơn giản, Tấm sẽ cho cục bột này vào nướng và đợi thành phẩm là xong. Ơ, sao Tấm đã vặn nút rồi mà cái này vẫn chưa hoạt động nhở? Liệu có lẽ nào cái lò nó lại bị hỏng không? Tạm biệt cái lò nữa của chị đi. Các bạn ơi, chắc là lò nướng đã hỏng rồi, cho nên bây giờ Tấm sẽ nướng cục bột này ở bếp ga nhé. Ơ, sao Tấm bật bếp ga rồi mà không có lửa lên vậy? Có lẽ nào bếp ga cũng bị hỏng nữa không? Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà cái bánh của Tấm vẫn chưa chín. Con mà ngày mai cũng không chín được đâu chị Tấm ạ. Hãy chịu thua, cảm ơn ám này đi nha. Các bạn ơi, Tấm đã làm đủ mọi cách rồi mà không thể nào nướng chín được chiếc bánh này. Mà bánh lúc này chắc cũng đã hỏng. À, Tấm nhớ ra, Tấm có cái này. Đây, đây là một chiếc máy làm bánh tổ ong. Tấm được tặng nhờ chiến thắng cuộc thi lần trước á. Ơ, nhưng giờ cắm điện vào đâu để nướng bánh đây? Phút gì bây giờ Tấm có một cái ổ điện để nướng bánh được nhỏ. Ổ điện ta vừa để đây, đâu mất rồi? À, ổ điện đây rồi. Ông trời, thật là thương Tấm. Bây giờ đã có máy, điện, Tấm sẽ bắt tay làm lại món bánh waffle tổ ong 7 màu nha. Yes. Để làm bánh waffle thì đầu tiên Tấm sẽ cho vào bát một chút bột mì, một chút đường,
và một chút bột nở, rồi trộn đều lên. Tiếp theo, Tấm sẽ đập 2 quả trứng vào một cốc sữa và cũng khuấy đều nha. Tiếp theo, Tấm sẽ đổ phần trứng sữa vào hỗn hợp bột vừa rồi và dùng một cái thìa để trộn thật đều lên. Trộn đến khi nào không còn lợn cợn nữa thì mình sẽ cho thêm bơ tan chảy vào nhé. Để làm bánh có nhiều màu sắc cầu vồng thì Tấm sẽ chia bột vào các bát nhỏ và cho màu thực phẩm an toàn lên nhé. Đổ một ít dầu lên chảo để chống dính và sau đó là đổ các phần bột lên thôi. Các thần dân hãy bơm từng dải màu một giống như Tấm nhé. Và sau một vài phút thì chúng ta đã có bánh waffle 7 sắc cầu vồng đây rồi. Vậy là phần bánh đã ổn thỏa rồi. Bây giờ Tấm sẽ chuyển sang phần làm kem. Later. À, hộp kem đây rồi. Hả? Sao lại thế này? À, đúng ý Tấm luôn. Giờ Tấm đã có đá rồi. Tấm đã đổ vào trong một cái bát rất là to như thế này. May quá, Tấm cũng vẫn còn một cốc sữa ở trong tủ. Bây giờ Tấm sẽ làm kem từ sữa bằng một phương pháp rất là đặc biệt nha. Các bạn hãy theo dõi nhé. Món này thì các bạn sẽ cần kiên trì một chút nha. Hiện tại thì sữa trong nồi của Tấm đang lạnh lên và dần dần đặc rồi đấy. Chúng ta sắp có thành phẩm là kem rồi. Giờ phần bánh và kem đã xong rồi, Tấm chỉ cần rắc một chút cốm trang trí thì ngôi sao nữa là xong. Thì Cám dặn bảo là không biết.
cầu vồng, còn thiếu mây nữa thôi. Được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.